Thưa quý khán giả và các đồng chí, Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh sinh ra và lớn lên ở làng Bản Môn, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Là nhà chính trị, nhà quân sự lớn của đất nước, nhưng Đại tướng vẫn luôn có lối sống giản dị, gần gũi và thân tình. Đặc biệt, trong hồi tưởng của những người dân xứ Chuồi, xã Lộc An, ông luôn là người con thân yêu của quê hương, là niềm tự hào của xứ Huế. Làng Bản Môn, xã Lộc An, nơi có truyền thống đấu tranh cách mạng qua bao thế hệ, từ mảnh đất quê hương đã hùn đúc nên tinh thần yêu nước đi theo con đường cách mạng của Đại tướng Lê Đức Anh. Trong tâm trí của người dân ở xứ Chuồi, Đại tướng Lê Đức Anh là người rất giản dị, rất đỗi gần gũi với bà con xóm giềng trong mỗi lần về thăm quê. Những lần mà chú về đây thì chú rất là thân thiện với bà con lối xóm, con cháu họ hàng. Thì chúng tôi là rất là mến phục cái phong cách của chú khi về với quê hương. Thì chúng tôi, chú đã dặn dò là con cháu, bà con lối xóm ở đây cố gắng tu dưỡng và để mà xây dựng quê hương. Để ghi nhớ công lao của Đại tướng Lê Đức Anh, năm 2012, địa phương đã xây dựng nhà văn hóa và thư viện Lê Đức Anh tại chính làng Bản Môn. Đến nay, đây đã trở thành địa chỉ vô cùng quen thuộc đối với người dân, đặc biệt là các bạn trẻ đến để học tập và trau dồi thêm kiến thức. Đọc qua những quyển sách thì cháu rất là vinh dự khi mà xã Lộc An có được một vị đại tướng, một vị chủ tịch xuất sắc của dân tộc, và qua đó cháu cảm thấy mình cần phải cố gắng phấn đấu để trở thành một người học trò tốt, một công dân tốt và để đem lại cái niềm tự hào cho xã Lộc. Vùng đất Lộc An, quê hương đại tướng ngày nay, là địa phương phát triển đa dạng về kinh tế, tự hào là quê hương cách mạng và nơi sinh ra vị tướng tài ba, chính là một động lực để quân và dân xã Lộc An đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Đó cũng chính là thực hiện mong muốn của Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh trong mỗi lần về thăm quê. Hiện nay thì xã Lộc An đã đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống của người dân được ngày càng nâng cao. Các cái cơ sở hạ tầng về giao thông nông thôn, về nhà văn hóa, về các cái đời sống kinh tế của nhân dân càng ngày càng tiếp tục được là nâng lên rõ rệt. Tấm gương sáng về tinh thần và nghị lực cách mạng, phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản, cũng như những tình cảm thiêng liêng mà Đại tướng Lê Đức Anh dành cho quê hương là động lực để mỗi người dân Lộc An, Phú Lộc và người dân Thừa Thiên Huế cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng lớn mạnh, giàu đẹp.